14 điều này, nếu biết sớm, cuộc đời bạn có thể sẽ khác rất nhiều. 14 điều giản dị dưới đây, dù ít dù nhiều, sẽ có tác dụng đối với tất cả chúng ta. Hãy cùng lắng nghe, suy ngẫm và rút ra giá trị tích cực cho bản thân. Có tầm nhìn mới nhìn thấy được thế giới xung quanh. Có thực lực mới có sức cuốn hút. Có tư duy, có ý tưởng mới tìm ra hướng đi. Có làm mới có được vị trí của riêng mình. Những câu nói đơn giản nhưng có sức nặng đó, câu nào cũng có ý nghĩa nhắc nhở chúng ta một cách tích cực, mở ra cho chúng ta hướng đi tích cực giữa cuộc đời. 1. Suy nghĩ quyết định hướng đi, quan niệm quyết định phương hướng, tính cách quyết định vận mệnh, lối sống quyết định sức khỏe của mỗi người. 2. Chỉ loanh quanh trong nhà, thứ con người nhìn thấy mãi mãi chỉ có thể là nhà mình. Bước chân ra ngoài, phóng tầm mắt ra xung quanh, thứ mà con người nhìn thấy mới là thế giới. Đặt tiền ở trước mắt, thứ con người nhìn thấy mãi mãi chỉ là tiền. Đặt tiền ở nơi có tác dụng, có hiệu quả, thứ con người nhìn thấy sẽ là thế giới của tiền bạc. 3. Có một niềm tin ra sao, bạn sẽ có thái độ như vậy. Có một thái độ thế nào, bạn sẽ có hành động như vậy. Có hành động ra sao, kết quả thu lại sẽ như vậy. Muốn có được kết quả tốt đẹp, nhất định phải lựa chọn một niềm tin tích cực, đẹp đẽ. 4. Điều quan trọng trong đời sống không phải là bạn từ đâu đến, mà là bạn sẽ đến đâu. Khi bạn vùi đầu vào công việc, nhất định phải ngẩng đầu lên nhìn phương hướng mà mình đang đi. Đi sai hướng, bạn nỗ lực bao nhiêu cũng bằng thừa. 5. Không có con đường nào dài hơn bước chân của con người, cũng không có ngọn núi nào cao hơn con người. Không có việc gì là không làm được, chỉ có những người nghĩ chưa thông mà thôi. 6. Những thói quen cố hữu, những con đường đã quen thuộc, vĩnh viễn sẽ không tạo ra kỳ tích. Chỉ có thay đổi suy nghĩ, thay đổi thói quen và thay đổi lối sống, con người mới mở ra khả năng sáng tạo vô tận. 7. Không thể thay đổi thế giới, nhưng con người có thể thay đổi quan niệm. Không thể thay đổi sự việc, con người có thể thay đổi cách nhìn vào sự việc đó. Không thể thay đổi cách nhìn của người khác, nhưng có thể thay đổi cách nhìn của bản thân. 8. Muốn thay đổi một sự việc, đầu tiên cần thay đổi bản thân. Chỉ có thay đổi bản thân mới có thể hy vọng thay đổi thế giới. Kẻ thù lớn nhất của con người không phải là người khác, mà là chính bản thân mình. Chỉ có chiến thắng bản thân, mỗi người mới có thể chiến thắng khó khăn. 9. Mặt trời sẽ không vì bạn không vui mà hôm sau ngừng mọc. Mặt trăng cũng sẽ không vì bạn oán trách mà treo mãi trên trời. Bạn bị bịt mắt của mình không có nghĩa là cả thế giới đã biến thành màu đen. Bịt mắt của người khác lại cũng không có nghĩa là ánh sáng chỉ thuộc về bạn. Có những chuyện nếu đã không thay đổi được, hãy vui vẻ thuận theo tự nhiên. Đừng cố chấp để rồi nhận lại những cảm giác khó chịu. 10. Đường dài đến đâu cũng sẽ có điểm dừng. Đêm dài đến đâu rồi cũng phải sáng. Bất luận mưa rơi triền miên bao nhiêu ngày, rồi cũng sẽ có lúc phải ngừng. Mây đen mãi mãi không thể che khuất nụ cười của mặt trời. 11. Thành công có được là nhờ phát huy ưu điểm, thất bại là do tích lũy nhược điểm. Con người chỉ có một lý do duy nhất giải thích cho việc đi đúng đường,
nhưng có vô số lý do để giải thích cho việc đi sai đường. Hãy luôn nghĩ đến việc thay đổi cuộc đời. Cuộc đời sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp, lúc nào không hay. 12. Khi bạn nắm chặt một thứ gì đó và nhất định không chịu buông, có thể bạn sẽ mãi mãi chỉ có thứ đồ đó. Còn nếu bạn chấp nhận buông tay, có thể bạn sẽ có được cơ hội lựa chọn khác. Nếu không từ bỏ quan niệm cũ, quan niệm mới khó có thể có cơ hội hình thành. 13. Tâm thái quyết định ánh mắt nhìn cuộc đời. Hành động quyết định đến trạng thái sinh tồn. Muốn có được sự tôn trọng, ghi nhận từ người khác, bản thân mỗi người cần bộc lộ ra cái tôi phi thường. Thay đổi quan niệm, dám đấu tranh với vận mệnh để tạo ra sự khác biệt tích cực. 14. Có hai việc khó trên đời, đó là thay đổi người khác và thay đổi bản thân. Muốn thay đổi người khác, trước tiên cần thay đổi chính mình. Hãy ghi nhớ 10 điều này nếu muốn có vận mệnh tốt. Cuộc đời là sự phản ánh của nội tâm và có thể biến đổi. Mọi đau khổ hay sung sướng của con người suy cho cùng đều tại tâm. Vận mệnh hay số mệnh đời người chúng ta là nghiễm nhiên tồn tại, nhưng không phải là không có cách nào kháng cự được số mệnh. Vận mệnh có thể tùy theo sự cải biến của tâm tính chúng ta mà cải biến theo. Vì thế, muốn hạnh phúc và có vận mệnh tốt đẹp, nên thay đổi ngay những điều từ trong tâm. Bởi thay đổi bản thân mình chính là cách tốt nhất để cải biến vận mệnh của mình. Hãy ghi nhớ 10 điều này nếu muốn có vận mệnh tốt. 1. Tha thứ để hạnh phúc đến gần ta hơn. Con người từ khi sinh ra đến khi về già, và ngay cả lúc cận kề sinh tử, chúng ta phải đối diện với biết bao nhiêu là thị phi, oan ức, những khúc mắc giữa các mối quan hệ, vợ chồng, con cái, bạn bè, người thân và cả những người xa lạ. Có nhiều người vì hận người chồng của mình, vì ông ta đã lỡ sai lầm một lần mà ôm hận cả đời, đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Có người vì bị người khác gièm pha, nói xấu hay tranh quyền đoạt lợi mà nỗi oán ghét kẻ đó cứ chất chứa trong lòng. Tất nhiên, trong nhiều trường hợp vì kẻ khác có lỗi với ta nên ta mới sanh tâm phiền trách. Nhưng nếu có thể, chúng ta hãy tập tha thứ. 2. Hạnh phúc không có nghĩa là dẫm đạp lên người khác. Hạnh phúc không phải là vơ vào cho mình thật nhiều, mà ngược lại, bạn nên ban tặng, san sẻ những gì mình có cho người khác. Đó mới là hạnh phúc. Bản thân hạnh phúc, tất vận mệnh sẽ tươi đẹp. 3. Đừng so sánh bản thân với người khác. Trong cuộc sống, đừng so sánh bản thân với người khác. Cũng đừng có ước ao được như họ. Ai cũng có ưu điểm của riêng bản thân mình. Ai cũng có nỗi khổ riêng mà người khác không biết. Một khi so sánh, người ta thường hay lấy điểm yếu của bản thân để so sánh với điểm mạnh của đối phương. Từ đó sinh ra chán ghét. Điều đó chỉ làm tổn hại chính tâm thái của bản thân mình mà thôi. 4. Yêu thương, trân quý bản thân nhiều hơn. Chỉ có yêu thương, trân quý bản thân mình mới có năng lượng để yêu thương, trân quý người khác. Nếu có đủ năng lực, hãy thường xuyên giúp đỡ người khác. Như vậy, bạn sẽ nhận được niềm vui. Có nhiều niềm vui là cách giảm sức ép của cuộc sống. 5.
dục vọng không cần quá cao. Dục vọng không nên quá cao, bởi một khi nó không được thỏa mãn thì sẽ gây ra những bức bối, tâm thái sẽ mất đi sự cân bằng. 6. Suy tính ganh đua không thể quá nặng. Nếu một người cứ mải mê suy tính ganh đua với người này, người kia thì sẽ triệt tiêu sự khoái lạc của cuộc đời. Ganh đua không chỉ đánh mất đi sự vui vẻ mà còn làm mất đi vận may của một đời người. 7. Phải học được cách quên. Đừng canh cánh trong lòng những chuyện quá khứ không đáng nhớ. Những chuyện quá khứ là những chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi được. Hãy cứ để nó qua đi. Như vậy mới có thể giảm thiểu được rất nhiều sự phiền não. Trong lòng mới có thể nhẹ nhàng, thoải mái. 8. Biết thế nào là đủ. Chúng ta hay cho rằng mình khổ đau và kém may mắn vì chúng ta luôn tham lam và không biết thế nào là đủ cả. Người có lòng tham cầu càng nhiều thì nỗi khổ càng lớn. Con người cứ nhìn cuộc sống này bằng ánh mắt bi quan, tiêu cực mà không nhìn lại những gì mà chúng ta đang có. Việc ham mê và cầu toàn quá chỉ khiến bản thân thêm bất hạnh mà thôi. 9. Đừng nói lời tổn thương người khác. Đừng tạo khẩu nghiệp nói những lời tổn thương người khác, ắt có ngày nhận quả báo cho mình. 10. Dụng tâm đối mặt. Chỉ có dùng thật tâm, dùng tình yêu thương, dùng nhân cách để đối mặt với cuộc sống thì cuộc sống của bạn mới trở nên đặc sắc hơn. Mỗi ngày cần bảo trì một tâm thái vui vẻ, lạc quan. Nếu như gặp những sự tình phiền lòng, hãy học cách vỗ về chính mình. Tấm lòng rộng mở sẽ khiến bạn mạnh mẽ, tự tin hơn để vượt qua. Muốn có một tâm thái tốt, hãy dùng lòng biết ơn để nhìn thế giới, dùng trái tim để nhìn thế giới. Không tính toán được mất, cảm động trước hết thảy việc làm của người khác. Khi ấy, vận mệnh của bạn nhất định cũng trở nên tốt hơn.